Bây giờ xin Huy bắt đầu cái phần mà tường truyền về vấn đề nước Sài Gòn. Kính thưa quý vị đại diện các cô giáo, quý bậc trưởng thượng và quý vị thân hào nhân sĩ, quý vị đại diện các hội đoàn đoàn thể, quý cơ quan truyền thông báo chí, quý ông bà cô bác, quý anh chị và các bạn thanh niên sinh viên thân mến, tôi là Nguyễn Minh Huy, thay mặt toàn thể anh chị em trưởng ban hoạt động chọn thanh niên Sài Gòn xin bày tỏ lời chào mừng và biết ơn đến quý vị đã bỏ thì giờ quý báu một ngày cuối tuần để đến tham dự buổi họp báo đại hội đoàn ngày hôm nay. Đồng thời chúng tôi cũng xin hân hạnh chào mừng tất cả quý vị và các bạn từ khắp nơi trên thế giới cũng đang hiện diện và tham dự với chúng ta qua diễn đàn điện tử Thao Thó. Sau đây chúng tôi xin được tường trình với quý vị toàn bộ diễn tiến về các cuộc hoạt động cho kinh tế của Sài Gòn của cộng đồng chúng ta tại miền Bắc California trong suốt hơn 6 tháng đã vừa qua. Quý vị cũng sẽ nhìn thấy rất nhiều hình ảnh được trình chiếu trên màn ảnh bên phải của chúng tôi liên quan đến sự việc này. Kính thưa quý vị, cách đây đúng 12 ngày vào tối thứ ba 20 tháng 11 năm 2007, có thể nói là một ngày ô nhục và đau buồn nhất đối với nền dân chủ tại thành phố San Jose. Cộng đồng Việt Nam chúng ta đã chứng kiến một sự áp đặt chính trị chưa từng có trong lịch sử thành phố San Jose. Sau khi hội đồng thành phố với số phiếu 8/3 đã bác bỏ đi nguyện vọng thiết tha mong muốn chọn tên với sạch nước Sài Gòn của tuyệt đại đa số người Việt chúng ta tại đây. Tiếng nói của hàng ngàn đồng hương tham dự của điều trần hôm đó với gần 800 người từ dì bác lớn tuổi cho đến những em học sinh trẻ đã mạnh dạn lần lượt lên một để nói đến tiếng nói từ tầng đáy tim mình, nguyện vọng và lý do tại sao tất cả những người Việt nhà cộng sản chúng ta đều muốn cái tên nước Sài Gòn thân yêu này. Nhưng giờ sau 5 tiếng đồng hồ, nghị viên Mai Xuân Nguyệt với sự hoạt động hậu thuẫn của một số nghị viên hội đồng thành phố qua những lời lẽ của nghị viên và sự trung hòa giả trá đã bác bỏ đi nguyện vọng chính đáng và tiếng nói đại đa số người dân bất chấp tiến trình dân chủ trong suốt 2 năm vừa qua khi tất cả các buổi họp mặt và tuyên cầu dân ý từ bộ cơ quan thành phố, từ cộng đồng và đến các cơ quan truyền thông nghị viên đều đồng loạt cho thấy sự quyết tâm của đại đa số người chúng ta để muốn chọn nên nước Sài Gòn. Sự việc bắt đầu vào ngày 5/6/2007, hội đồng thành phố San Jose đã biểu quyết và cho thông qua một dự án đặt tên cho khu thương mại trên đường Story với cái tên đầu tiên là Vietnamese Business District. Do nghị viên Mai Xuân Nguyễn và ông nghị viên chọn sẵn. Với một vấn đề có tầm quan trọng vô cùng, quan trọng và lớn lao trực tiếp liên quan tới cộng đồng người Việt chúng ta như thế mà trong phiên họp này chỉ có họ hàng hai người Việt Nam tham dự và hoàn toàn không có một sự góp ý nào của đại đa số cộng đồng chúng ta. Hầu hết đồng hương và hầu hết các cộng đồng người Việt hoàn toàn không thể hay biết về dự án và đặt tên một khu thương mại của đồng thành phố như điện tử chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam đã biết đến và đề cập tới vấn đề này. Bài báo nguyện vọng này đã được đăng lên chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ ngay sau khi quyết định của hội đồng thành phố với nội dung ca ngợi một thành quả đã đạt được qua việc đặt lên trong thương mại người Việt và San Jose. Ban đại diện cộng đồng Bắc California cũng đã đặt vấn đề trực tiếp với người nghị viên người Việt duy nhất trong hội đồng thành phố là bà Mai Xuân Nguyễn là tại sao việc đặt tên này không được đưa ra để cộng đồng đóng góp ý kiến. Nghị viên Mai Xuân Nguyễn đã đưa ra lý do là vì không có nhiều thời gian để kịp phổ biến rộng rãi cho toàn thể đồng bào trong cộng đồng. Vì những áp lực liên tục và mạnh mẽ từ phía cộng đồng chúng ta về tính cách hành xử thiếu dân chủ này, cho nên nghị viên Mai Xuân Nguyễn và cơ quan tái phát triển thành phố San Jose đã tổ chức một phiên họp cộng đồng vào ngày 15 tháng 8 tại thư viện Tulin. Với sự tham dự các quý đồng hương chọn kiến họp, nhiều cái tên khác nhau đã được nêu ra.
để đặt trong các thương mại này. Nhưng hơn 95% của tất cả những người tham dự đều đồng loạt muốn chọn tên Lý Đô Sài Gòn. Kết thúc buổi họp ngày hôm đó, nghị viên Ban Sinh Nguyễn đã tuyên bố và hứa rất rõ ràng với cộng đồng chúng ta là bà sẽ lắng nghe tiếng nói và nguyện vọng của người dân, và đặc biệt là tiếng nói của những cơ sở thương mại và cư dân trong vòng 300m của khu vực này. Sau đó, phiếu trưng cầu dân ý của cơ quan các cấp tỉnh thành phố đã được chính thức gửi đi trong tháng 9 đến tất cả các cơ sở thương mại và cư dân trong vòng 300m tại khu vực này. Kết quả của cuộc trưng cầu dân ý này đã được công bố vào phiên họp cộng đồng lần thứ 2 của thành phố vào ngày 1 tháng 10 năm 2017 tại phiên họp trong công viên Canal Park, đã cho thấy một lần nữa tên Lý Đô Sài Gòn đã được chọn và đứng đầu rất xa so với các tên khác. Còn tên Sài Gòn Business District mà bà Nguyễn Viên Ngay sẽ đã chọn là giải pháp trung hòa thì đứng vào chó nhất. Chúng tôi đã đi vòng vòng đến từ các cơ sở thương mại và tư gia và đã được sự ủng hộ cho tên Lý Đô Sài Gòn ký vào hơn 2.000 tỷ thương. Ngoài ra, chúng quý vị đã biết cộng đồng Việt Nam chúng ta cũng đã tổ chức buổi khoa học phát đại và tìm kiếm học Yola Quena, thành phố San Jose vào ngày 23 tháng 9. Với câu hỏi rất là thu nhận tất cả ý kiến và bà có được chọn tên. Một lần nữa, có thể nói là hơn 98% của hơn 500 lần hương tham dự đều đã đồng lòng cho tên chúng ta quyết tâm chọn tên Lý Đô Sài Gòn. Đồng thời, không biết bao nhiêu cơ quan truyền thông báo chí Việt Nam và Việt đã thực hiện nhiều cuộc tham dự ý kiến trong cộng đồng. Không có cuộc thăm dò ý nào mà không có tên Sài Gòn đứng đầu danh sách với tỷ lệ số phiếu áp đảo so với các tên xung quanh. Điển hình là tờ báo của Hội Chí Đại là tờ San Jose Morning News. Chính tôi và người đã nói đầu tiên các cuộc điều tra của chúng ta có điều kiện chắc biết và các thành viên thành phố về kết quả của cuộc trưng cầu dân ý thực hiện bởi tờ San Jose Morning News cho đến 7 giờ tối thứ ba ngày 20 tháng 11 đã cho thấy hơn 90% là bà quyết tâm muốn chọn tên Lý Đô Sài Gòn. Đồng thời, chúng tôi đã thực hiện rất nhiều chương trình nói chuyện với các đài truyền thanh và báo chí cũng đều cho thấy ai cũng muốn cái tên Lý Đô Sài Gòn. Nghị viên Ban Sinh Nguyện đã phản bội cộng đồng người chúng ta, những người đã từng bỏ nhiều người giờ có chức để cộng đồng và ủng hộ cho bà ta trong bức tranh tự bỏ chức ủy viên thành phố. Nghị viên Ma Sinh đã đi ngược lại chương trình giáo dục mà chính bà ta cam kết cộng đồng là sẽ thực thi và lắng nghe tiếng nói người dân. Nghị viên Ma Sinh đã dùng tất cả những thủ đoạn lương lẹo lừa bịp người dân, đưa ra những tuyên truyền sai lệch, không đạt được sự ủng hộ của con thị trường thành phố và số nghị viên thành phố. Cho đến giờ phút này, cũng thưa quý vị, cũng là hơn. Cho đến giờ phút này, nghị viên Ma Sinh Nguyễn còn tiếp tục dùng lập luận nghị viện là vẫn có từ năm hội đoàn ủng hộ ở đây như Sài Gòn. Nhưng trên thực tế, đa số những người này, điển hình là hiện tại của Thanh Niên, hai các chương trình sự và những hữu hạn thuộc hội đồng nghị cao đi. Thượng tọa thứ nhất được, ông Trần Kim Quang, hội trưởng hội đại của Kiên Giang đều đã lên tiếng minh xác và rút tên ra khỏi danh sách này. Số ít còn lại trong danh sách 15 hội đoàn này chỉ là ủng hộ với tư cách cá nhân mà thôi, không thể là đại diện cho một hội đoàn khi các hội viên không hề thông báo hoặc có tiếng nói. Kính thưa quý vị, kính thưa quý vị, cái tên Sài Gòn Business District mà nghị viên anh sẽ đưa ra như là một giải pháp thỏa hiệp, chỉ là một sự trung hòa giải đối tranh luận. Cái tên này đứng hàng chót trong danh sách các tên xưng, không thể nào gọi là một sự trung hòa so với hơn 90% của những lời mặt của đại diện Sài mà đồng bào đã chọn trong hội các cuộc trưng cầu dân ý. Kính thưa quý ông, chị đại cộng sản, mặc dù tất cả các chị em trong Nam Cộng đồng chọn tên Lý Đô Sài Gòn cùng với sự tiếp tay hỗ trợ và hiện thực của tất cả các hội đoàn và đồng bào tại San Jose
nếu Sài Gòn đã thất thủ thua sót dưới ảnh hưởng bạo lực của chính phủ Điện Biên người Việt, kèm theo các biểu khiêm nhẹ coi thường và xúc phạm đến sự cộng đồng Việt Nam chúng ta, của người Việt và các Điện Biên ở nước khác. Hơn nữa là thế, chúng tôi kính xin quý bậc trưởng thượng, quý ông bà cô dì chú bác và quý anh chị em quý trẻ bỏ qua mọi tỷ hiềm để đoàn kết thành một khối duy nhất. Với lòng quyết tâm và sự kiên trì, chúng ta sẽ dùng mọi nỗ lực để đòi lại danh dự cộng đồng Việt Nam bị xúc phạm không chỉ riêng tại San Jose mà danh dự chung của cộng đồng Việt Nam trên toàn thế giới. Chúng ta cũng đòi hỏi dân chủ và công bằng phải được thực thi tại San Jose. Con đường có thể còn dài, nhưng chúng ta cương quyết theo đuổi chế độ và nhất định phải học. Trân trọng kính chào và biết và chúng ta.